Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về tình hình thông tin xung đột tại Ukraine ngày hôm nay, cái thông tin mà quan chức của chế độ Kiev đưa ra cùng với lại báo chí phương Tây đưa ấy, thì đương nhiên báo chí phương Tây đưa là tin tưởng theo nguồn tin của chính quyền Kiev. Nhưng mà hai cái nguồn tin này thì nó trái ngược hoàn toàn với lại thông tin của Nga, cũng như là trái ngược với thông tin của các binh sĩ Ukraine ở ngoài chiến trường hay là những binh sĩ lính đánh thuê khi nói về các cuộc phản công gặp rất nhiều khó khăn trước các phòng tuyến kiên cố của Nga và sự tổn thất của các binh sĩ và đồng đội của họ ở trên chiến trường. Khi mà chính quyền Kiev luôn đưa ra thông điệp là những chiến công vang dội trên chiến trường, thì binh sĩ lính đánh thuê cùng với lại binh sĩ Ukraine thì đang hoảng loạn và tìm đường tháo chạy trước cái sự tổn thất mất mát vô cùng lớn của các đồng đội của họ trên chiến trường. Nhưng ngày hôm nay lính đánh thuê nước ngoài tiết lộ tỷ lệ thương vong gây sốc ở tại Ukraine. Và thành phần Vẹn Vàng thì cũng không bao giờ đề cập về những cái tổn thất tuyên bố từ các binh sĩ Ukraine hay từ những binh sĩ lính đánh thuê mà đã gọi là tìm đường chạy trốn khỏi chiến trường thành công. Một số đơn vị Ukraine đã phải chịu tỷ lệ thương vong lên tới 85%. Thương vong 85% thì còn cái gì nữa để mà chiến đấu? Trong một cuộc phản công đang diễn ra chống lại lực lượng của Nga, lính đánh thuê phương Tây nói với ABC News về việc này. Báo cáo phù hợp với số liệu thương vong do Nga công bố. Theo đó, các lực lượng của họ đã vô hiệu hóa 43.000 quân Ukraine trong 2 tháng. Và đến thời điểm bây giờ là gần 60.000 binh sĩ bị thương vong. Một cựu quân nhân Mỹ chiến đấu với lực lượng đặc biệt Ukraine gần Donetsk nói với ABC News rằng đơn vị hàng chục người của ông đã chịu thương vong 85% trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng gần thành phố 2 tuần trước. Trong số những người bị trúng đạn, 40% bị thương nặng đến mức họ chiến đấu không hiệu quả sau đó. Một lính đánh thuê khác cũng đến từ một quốc gia phương Tây không xác định, nói rằng anh ta đã bị thương nặng trong những ngày đầu của cuộc phản công và khoảng 80% tiểu đoàn của anh đã bị thương kể từ đó. Báo cáo của những binh sĩ lính đánh thuê thì trùng khớp với kết quả báo cáo của Nga đưa ra. Còn báo cáo của Ukraine đưa ra thì quá xa vời so với báo cáo của Nga đưa ra. Chính phủ Ukraine không công bố số liệu thương vong, có nghĩa là công chúng phải dựa vào các manh mối khác, chẳng hạn như các báo cáo chưa được xác minh về các nghĩa địa mở rộng để xác định quy mô thiệt hại. Vào tháng 2 thì các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy Kiev đã tập hợp 12 lữ đoàn cho cuộc phản công, trong đó có 9 lữ đoàn được NATO huấn luyện và trang bị một lữ đoàn thường có quân số từ 2.000 đến 4.000 quân nhân. Tỷ lệ thương vong lên tới 85% có thể gần đúng với số liệu của Moscow đưa ra. Mỹ tin rằng Kiev đã gửi thêm hàng chục nghìn quân ra tiền tuyến kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công. Trong đó các quan chức nói với Politico hồi đầu tháng rằng 150.000 quân hiện đang tham gia vào chiến dịch. Theo các báo cáo gần đây của phương Tây, của phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó tờ New York Times của Mỹ, thì các nhà lãnh đạo quân sự và tình báo của Mỹ tin rằng cuộc phản công sẽ thất bại và biết trước rằng cơ hội thành công của Ukraine là rất mong manh. Kiev dự định tiến về phía nam qua khu vực Zaporizhia và đến thành phố Mariupol gần biển Azov, nơi sẽ chia cắt mặt trận của Nga và cắt đứt đường tiếp cận đất liền với Crimea. Tuy nhiên nhiều tuyến hào, bong ke và bãi mìn của Nga cản đường và không có sự hỗ trợ của không quân. Các lực lượng của Kiev đã phải vật lộn để tiếp cận ngay cả những tuyến đầu tiên trong những tuyến phòng thủ của Nga. Chúng tôi đã mất 3 chiếc xe tăng do Đức sản xuất trong một ngày vì chúng vừa được lệnh tiến vào một bãi mìn, một lính đánh thuê của phương Tây nói với ABC. Đồng thời cho biết thêm rằng các binh sĩ Ukraine mới nhập ngũ thiếu sự huấn luyện cần thiết cho các hoạt động tấn công phức tạp.
Tổng thống Putin đã mô tả cuộc tấn công Ukraine là tự sát và tuyên bố vào tháng 6 rằng bất kể phương Tây có gửi bao nhiêu vũ khí đến chiến trường thì dự trữ huy động của Kiev không phải là vô hạn. Có vẻ như là đồng minh phương Tây và đồng minh phương Tây của Ukraine thực sự sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tranh đến người Ukraine cuối cùng, ngài Putin kết luận. Đây là tổn thất gây sốc ở tại Ukraine, nhưng chính quyền Ukraine với phương Tây thì không dám thừa nhận về sự thất bại này. Vậy trước sự thất bại và tổn thất vô cùng lớn của lực lượng vũ trang Ukraine chiến trường, thì Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng mọi giá. Bằng mọi giá, nhưng quan trọng rằng Ukraine ngày hôm nay không được trả giá cao. Trả giá không cao bằng những gì mà Nga đang có. Phương Tây không sẵn sàng trả giá cho Ukraine. Ukraine sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, cho dù mất bao lâu, ngoại trưởng của Ukraine Kuleba tuyên bố. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng với hình thức giành lại toàn bộ lãnh thổ trong biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Chúng tôi không quan tâm mất bao lâu, ngoại trưởng Ukraine Kuleba trả lời phỏng vấn với lại truyền thông. Ông nhấn mạnh là miễn là người dân Ukraine chia sẻ mục tiêu này, chính phủ Ukraine sẽ chung tay với người dân của mình. Nhưng người dân đã mệt mỏi với chính quyền tay sai Kiev rồi. Họ phản đối về cách thức tuyển quân và đối đãi dã man tàn bạo với các thương binh. Đã xuất hiện những thương phế binh của Ukraine ăn xin ở trên chính thủ đô Kiev, vì chính quyền Kiev đã không lo cuộc sống cho họ sau khi mà họ bị, tức là họ bị thương và trở về đâu quê hương. Và kết quả sức khỏe không đủ để lao động kiếm sống, họ buộc phải ra các thành phố để ăn xin. Đó là cách đối đãi của chính quyền Kiev ngày hôm nay. Không những vậy, những thương phế binh của Ukraine còn trở thành một trong công xưởng để sản xuất nội tạng, xuất khẩu ra chợ đen, buôn bán một cách đó là công khai mà phương Tây không hề lên án với hành động tội ác đang diễn ra tại Ukraine mà do chính quyền Kiev gây ra. Ukraine mở màn chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu vào đầu tháng 6. Sau hơn 2 tháng thì giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do phải đối mặt với thách thức từ hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Kuleba khẳng định Kiev không chịu sức ép từ các đồng minh, đối tác phương Tây về việc phải tăng tốc phản công. Có cái gì đâu mà tăng tốc phản công. Không cần tăng tốc phản công nhưng bị sức ép là bắt buộc phải phản công, mặc dù họ biết rằng phản công không có kết quả, vẫn phải chết. Mặt khác, ông nhấn mạnh Ukraine vẫn cần nguồn viện trợ vũ khí đạn dược của phương Tây cho đến khi Kiev đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Trong tất cả lời tuyên bố hùng hồn đến từ thủ đô Kiev thì chốt hạ cuối cùng vẫn là an xin. Sự thật là cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ, bởi vì cuộc chiến là thực tế mà chúng tôi cần phải giành chiến thắng. Không có cách nào khác, Ngoại trưởng Kuleba cho biết. Kiev nhiều lần nêu rõ lập trường không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Kiev chỉ trích ý tưởng của Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO ấy. Nói rằng là Ukraine cần nhượng bộ lãnh thổ để có một tấm vé trở thành thành viên của NATO. Và ông Stoltenberg lên đã chấn áp và xin lỗi về hành động đấy, cũng như đưa ra một kịch bản để có được hòa bình lâu dài cho Ukraine. Thì phương Tây tập thể phải tăng cường viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine trong bối cảnh hiện tại, chứ không được ngừng viện trợ. Vấn đề này, Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm nay khẳng định Ukraine mới có quyền quyết định về điều kiện đàm phán với Nga. Chỉ người Ukraine mới có thể quyết định khi nào và điều kiện nào là phù hợp. Ông cũng khẳng định vai trò của NATO là tiếp tục hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường để nâng cao vị thế của Kiev trên bàn đàm phán Moscow. Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bán đảo Crimea xâm nhập vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia cũng được xâm nhập vào Nga vào tháng 9 vào tháng tháng 10 năm 2022. Moscow nói rằng là chiến dịch phản công Ukraine đã thất bại với tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần này cho biết Ukraine gần như cạn kiệt nguồn quân sự bất chấp phương Tây tăng cường chi viện, cũng không đủ nguồn lực
để viện trợ cho Ukraine ngày hôm nay. Truyền thông thì cũng kể rằng về cách mà ngài Putin đã đánh lừa phương Tây và giành được một chiến thắng ngoạn mục. Chiến lược nhiên liệu của Moscow đã phá tan nỗ lực của phương Tây nhằm tước đoạt dòng chảy vào Nga. Không những chỉ là dòng chảy năng lượng mà Nga còn chi phối được thị trường năng lượng. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của cơ quan năng lượng quốc tế, đó là IEA, dầu của Nga được giao dịch ở mức 64,41 USD trên thùng vào tháng trước. Mức giá này phá vỡ mức trần là 60 USD do G7 đặt ra vào năm ngoái. Ấn phẩm lưu ý rằng là sau khi bị áp dụng các hạn chế, Moscow đã nhận được doanh thu kỷ lục từ việc bán dầu. Riêng tháng 7, cả nước thu về là 15,3 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu, tăng gần 20% so với tháng trước. Tài liệu còn viết cuối cùng, trong khi nhiều nước phương Tây thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ với Nga. Cụ thể là Hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã báo cáo là lượng dầu nhập khẩu của Nga tăng đáng kể. Điều này cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng giữa hai nước bất chấp căng thẳng quốc tế. Phương Tây tập thể muốn sử dụng đòn trừng phạt để khiến Nga phải quỳ gối, thì chính mọi kế hoạch của phương Tây đang tự quỳ gối trước lệnh trừng phạt của mình. Trước chính lệnh trừng phạt mình. Trước cái tình thế được coi là thế cờ tàn của phương Tây, và là quá trình mà phương Tây đang cố gắng để tìm kiếm lại vị thế đứng của mình, thì trong ngày hôm nay cũng có một thông tin đáng buồn dành cho Hoa Kỳ, là việc Iran và Ả Rập Saudi nối lại quan hệ với Nga sẽ đảm bảo an ninh khu vực. Về câu chuyện này, Vũ Quang đã bình luận rằng khi mà Ả Rập Saudi có một tiếng nói kiên quyết chống lại phương Tây, không nghe theo mệnh lệnh của Hoa Kỳ, thì bản thân Ả Rập cũng đã có điểm tựa là Nga và Trung rồi. Và ngày hôm nay được phơi bày. Hợp tác giữa Moscow, Iran và Ả Rập Saudi có thể đảm bảo an ninh quốc gia và khu vực, cũng như làm suy yếu ảnh hưởng của thế giới đơn cực và quyền bá chủ Hoa Kỳ trong khu vực. Với sự gần gũi của hai quốc gia Iran và Ả Rập Saudi với lại Nga, sự hợp tác giữa các quốc gia vùng vịnh và Nga có thể đảm bảo an ninh quốc gia và khu vực, và sự gần gũi hợp tác này được thực hiện càng sớm thì ảnh hưởng của chủ nghĩa đơn cực và quyền bá chủ Hoa Kỳ trong khu vực sẽ càng bị suy giảm. Chuyên gia lưu ý là việc tách Iran và Ả Rập Saudi ra khỏi nhau có thể tạo điều kiện cho sự hiện diện của Israel và các lực lượng bên ngoài ở trong khu vực, trong khi ngược lại, việc nối lại quan hệ sẽ giúp mở rộng hợp tác giữa các quốc gia khác trong khu vực và tăng cường an ninh trong đó. Đây là những nước cờ từng bước để xóa sổ thế đơn cực của phương Tây. Thế trước tình thế gọi là trước tình thế cam go khó khăn trong vị thế và tầm ảnh hưởng của Mỹ trên bàn cờ quân sự thế giới, thì những đồng minh cũng từng bước đang không hài lòng với chính sách của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay mặt trận ở Biển Đen đang thể hiện rõ về mối lo của phương Tây tập thể. Bungary cảnh báo nguy cơ Nga-NATO đụng độ ở Biển Đen. Đây cũng không phải lần đầu tiên các quốc gia ở sườn đông NATO gửi lời cảnh báo. Quan chức cấp cao Bungary cáo buộc Nga có hành vi khiêu khích NATO và không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ giữa khối liên minh quân sự và Moscow. Nhưng NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu còn lâu mới dám đụng độ với gấu Nga. Trả lời với lệ truyền thông thì Bộ trưởng Quốc phòng Bungary cảnh báo rằng có thể xảy ra kịch bản Nga đụng độ với NATO ở Biển Đen sau vụ việc Moscow chặn tàu hàng ở tuần trước. Một tàu tuần tra thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã chặn tàu hàng và kiểm tra tàu hàng. Theo ông thì Nga đang áp đặt một cách quyết liệt ý chí của họ ở khu vực Biển Đen. Quan chức quốc gia thành viên NATO Bungary đồng thời khuyến cáo tàu thuyền đi qua
các lãnh hải của Romania và Bulgaria để tránh những vụ việc đó nêu trên. Khi được hỏi liệu có thể xảy ra một cuộc đụng độ giữa NATO và Nga trên Biển Đen hay là không, ông nói: "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó, chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều này xảy ra. Nga liên tục khiêu khích đó là NATO. NATO mới là kẻ khiêu khích Nga. Chứ Nga làm gì mà đi khiêu khích NATO để làm cái gì?" Phương Tây tập thể chính là kẻ đã xây dựng ra những cái bức tường thành, những cái pháo đài để đe dọa các quốc gia khác. Nhưng đến bây giờ thì lại nói rằng những quốc gia khác đang đe dọa mình. Dù muốn hay không muốn thì thế giới hiện tại cũng đang hướng sang một thế giới đa cực toàn diện, chứ không thể tiếp tục tồn tại những giới đơn cực nữa. Hoa Kỳ mất chỗ đứng, mất niềm tin, mất hình ảnh, mất vị thế và bị suy yếu. Không thể tự mình cùng đồng minh duy trì được thế đơn cực được nữa. Mọi thứ sẽ bị kết liễu. Và đây cũng là những gì mà Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.